máy bơm bánh răng Bulilaydai A06CU1035. Đây là máy bơm bánh răng ăn thuốc ngoài thương hiệu là Lation Pump hay còn gọi là LTP, có mã là A06CU1035 với lưu lượng là 66 lít một phút và đẩy cao là 40m. Sử dụng Bulilaydai để giảm tốc độ vòng quay của động cơ. Máy bơm chuyên dùng để bơm các chất có độ nhớt cao như là bơm dầu lặng, dầu nhẹ, bơm dầu diesel, hoặc là chúng ta bơm dung môi vận chuyển các chất lỏng có độ nhớt tương đương với dầu. Chúng ta có thể bơm sơn hoặc keo loãng thì sử dụng dòng bơm bánh răng Lation Pump Bulilaydai như thế này anh chị nhé. Và cái dòng bơm này có xuất xứ là Đài Loan, ở nhà máy Lation Pump có nhà máy ở Bình Dương nên là giá thành của bơm cũng như là hàng thường có sẵn. Anh chị mà có nhu cầu vui lòng liên hệ với công ty Vimex. Máy bơm công nghiệp Vimex là đơn vị cung cấp chính hãng dòng bơm bánh răng Lation Pump của Đài Loan. Chi tiết anh cần báo giá và tư vấn, anh chị vui lòng liên hệ với em Phượng, tổng kho bơm bánh răng, số điện thoại là 0911 86 1605. Vimex trân trọng kính chào.